Vâng, phải nói những ngày cuối tuần thì các anh em mới rảnh phải không? Hôm nay là ngày thứ bảy, những ngày cuối tuần chúng em rất là may mắn vinh dự được các anh em ủng hộ cũng dành những cái tình cảm từ sáng đến giờ. Rất nhiều các anh em đã đến tận nơi để trải nghiệm trực tiếp những cái sản phẩm. Vừa rồi thì em có ghép một cấu hình như thế này để lên sóng video với những chiếc vang 6G thì cũng may mắn là một bác khách hàng cũng đến tận nơi và cũng đúng dịp luôn. Phải nói là cực kỳ may mắn đúng dịp luôn để sẵn để lên luôn cấu hình để đúng theo cái sở thích của anh là cặp loa S2-1500. Cặp loa S2-1500 thì chắc là em sẽ để luôn một cấu hình như thế này, gồm con đẩy D500, còn vàng 6G và bổ mic VK321 tặng khuyến mại kèm luôn. Một cấu hình như thế này thì nó sẽ phù hợp với không gian gia đình 560m2. Một cái không gian rất rộng rãi. Gần như là những chiếc đẩy X7 DAC cũng là những chiếc đẩy bán rất là tốt thời điểm hiện tại, liên tục lên đường để phục vụ các anh em trong những niềm đam mê vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Cặp loa này thì không cần trầm anh ạ. Đấy, nó đủ lực luôn. 2325 kia. Vâng, 2325. Anh lại gần nghe xem là nó có đá không.